Tiếp theo chương trình, xin kính mời phần dự thi của tổ dân phố số 12 qua tiết mục dân vũ tiếng chày trên sóc bom bo. Và xin mời tổ dân phố số 15 sẽ chuẩn bị. Thank you.
Vâng ạ, xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho phần dự thi của tổ dân phố số 12 ạ.